Chào mừng quý khách đến với Bamboo Airways, chuyến bay của sự hiếu khách, nơi sự tận tâm làm nên chuẩn mực, dịch vụ 5 sao trở thành đẳng cấp, nơi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thăng hoa trên khắp các dặm bay. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Chào cả nhà, Hoàng Vinh đi Việt Nam rốt cuộc đã tới được Sapa, địa danh mà Vinh luôn luôn muốn thực hiện một chiếc vlog xịn sò ngay tại đây. Các bạn cùng theo chân Vinh nha. Đây là khách sạn M Gallery ở tại Sapa và Vinh có một vị khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay sẽ tham gia cùng chương trình. Mọi người biết đó là ai không? Anh ơi, mới quay nè. Hey! Trời ơi! Chào anh. Anh đứng đây chờ em từ hôm qua đến giờ. Anh đứng đây chờ em từ hôm qua tới giờ. Vinh thì đi bận quá, lại hành trình có chút xíu trục trặc cho nên tới Sapa trễ. Nhưng mà anh Văn thì đã tới một ngày trước rồi. Đúng rồi. Anh biết là em đang gặp trục trặc trên đường đi đến đây, nên ra là anh biết em rất là mệt. Nhưng mà thôi, cố gắng là vui rồi. Dạ. Hôm qua đến giờ anh? Thì anh đã đi ăn được vài nơi, xong rồi được đi được hai cái chùa. Nhưng mà có nhiều đặc sản, có nhiều quán ăn rất đặc biệt, nhưng mà anh phải chờ em tới nơi để cùng chia sẻ với nhau. Không dám đi trước. Nhất định rồi. Ông nói, mới nói chuyện với mình, ông nói là tại sao em không review food. Tại anh đã thích ăn. Thực ra là những người nào mà mê ẩm thực á, là okay. Không phải là bị mập hay là gì đâu. Nói chung là mình thích đồ ăn nhưng mà mình không có kiểu ham ăn. Mình thích thưởng thức nhiều món ăn. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em là làm cách nào để giữ dáng. Anh nghĩ là thực ra đó, ai cũng sẽ trải qua những thời gian mà ốm, mập. Ở nhà anh có 3 set đồ. Một set đồ lúc anh 59kg. Một cái set đồ anh lúc mà anh 65kg. Một cái set đồ anh 70kg. Anh cứ giữ cứ 3 cái set đồ đó, cứ mập ốm, cứ thứ thế mà lấy đồ ra mặc thôi. Okay. Cái nhà công việc của anh thực ra có nhiều lúc rất là ốm, bắt buộc phải ốm. Có nhiều lúc bắt buộc phải mập. Có nhiều lúc thì bắt buộc phải giữ dáng. Em thì chênh lệch 1-2kg thôi, em đã đủ stress rồi. Trong khi đó anh là cái scale của anh là từ 57kg 57 cho tới 70. Đúng rồi. Là khoảng tầm mười mấy ký. Đúng rồi. Do công việc á, động lực. Rồi anh nghĩ là Việt Nam thì cũng không khó. Ở nhiều phim ở bên Mỹ còn căng hơn vậy nữa. Với lại cái thời gian quay phim của một bộ phim ở Việt Nam nó không đủ dài để mình có thể giảm cân hoặc là mình mập ra được. Đâm ra trong vòng khoảng vài tháng thôi mình gắng mình giảm, mình kích nó mập vậy đó. Vậy trở lại câu chuyện thích ăn, là có phải là một trong những cách để xả stress không? Thích ăn là một trong những việc xả stress, với lại nấu ăn cũng là một việc xả stress. Nấu ăn luôn? Đúng rồi, anh nấu ăn cực ngon. Wow. Mà anh không hề học nấu ăn luôn. Anh xem bà nội nấu, xem cô nấu, xem mẹ nấu, rồi học lớn, xong rồi xem chương trình ẩm thực của trên truyền hình, rồi anh cứ học lớn theo. Cái thứ hai đó, anh là người rất là không phải kén ăn mà là người rất là biết ăn. Anh rất không thích những người nào đó ăn dở, bởi vì những người đó ăn dở là những người anh cảm thấy không có đặt cái tâm mình vô cái món ăn đó. Okay. Trừ khi nào người đó không có năng khiếu nấu ăn thôi. Một khi mình đã mở quán là mình phải đồ ăn phải ngon. Anh vậy hôm nào anh giả bộ mời em qua nhà anh ăn đi anh, cho em được thưởng thức tài nghệ của anh đi. Anh không giả bộ được mà anh phải thật sự luôn á. Bởi vì đối với anh á, việc mà nấu ăn cho những bạn bè người thân mình ăn là một cái điều cực kỳ hạnh phúc đối với anh luôn. Okay. Anh rất là thích nấu ăn để mời bạn bè thân, mời gia đình để ăn. Bởi vì mỗi lần mà nấu ăn á là anh cảm thấy như là mình được thư giãn, rồi cái tâm tư của mình đặt vào đó rất là nhiều. Biết anh Văn lâu lắm rồi, hai anh em là cùng sinh hoạt. Ở đây là nhà thiếu nhi quận nhất, ở đây là nhà thiếu nhi quận 5. Bởi vì quận nhất lúc nào cũng nổi tiếng quận 5 hết á, đâm ra là quận 5 không ai biết hết. Nhưng mà hồi còn nhỏ em ở nhà thiếu nhi là em đã nổi tiếng rồi, em được hát đơn ca. Hồi xưa anh sinh hoạt nhà thiếu nhi quận 5 á là sinh hoạt về mọi thứ luôn. Không những là ca hát, kịch múa mà còn cả văn học nữa, hội họa, âm nhạc. Nó đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Em thì là bên này của em là em chỉ hát thôi. Hát thôi, đúng rồi. Tập trung vô cái hát thôi. Còn của anh bên nhà thiếu nhi quận 5 là nó nhiều đội nhóm. Và tất cả đội nhóm đều phải học hết tất cả mọi thứ. Về kỹ năng sống và mọi thứ luôn. Thành ra là anh có nhiều cái experience, tức là kinh nghiệm.
Nếu mà nói về du lịch và ẩm thực á, thì anh thấy nhiều người hay đi tới những nơi này hoặc những nơi khác thường hay không quen ăn những cái món ăn của ở chỗ đó, vùng miền hả? Nhưng mà anh thì anh lại có một cái hay là anh đến đâu anh đều mê thức ăn của tất cả mọi nơi. Bởi vì đối với anh thì chỉ món ăn chỉ có hai loại thôi, nó là ngon và dở thôi. Nhưng mà anh có biết là cái món ăn đặc trưng ở đây không, là món gì không? Ở đây là đặc trưng, đây là những cái loại thịt trong rừng, trong bản, giống như lợn rừng nè, cá ở hồ. Rồi đó, không phải. Không phải. Em đi bữa giờ em quay ở phía Bắc nhiều thì cái món ăn mà đặc sản của vùng Sa Pa là món thắng cố. Thắng cố, anh có nghe thắng cố bao giờ? Anh chưa bao giờ nghe luôn, lần đầu tiên mới nghe luôn đó. Thắng cố là khó ăn đối với người miền Nam mình, là đối với Vinh nha, tại vì Vinh là một người không có ăn nội tạng. Nhưng mà tất nhiên là những người khác khi mà ăn nội tạng được thì sẽ thấy món rất là ngon. Món thắng cố là món tất cả bộ lòng, ruột gan, phèo phổi của con ngựa được nấu. Hèn chi anh đi ngang qua cái đèo anh thấy cái món phở ngựa. Đúng rồi. Cái anh mới nói với lại mọi người chứ bảo, ủa phở ngựa, chắc là cái quán này tên là ngựa nên ra đặt là phở ngựa chứ không phải là phở bò. Thì ra thịt ngựa hả? Đó, thành ra là cái món của người miền này là người ta ăn như vậy đó. Mà anh cũng nghe nói là đa số... Anh có dám thử không? Không. Đi du lịch thì anh, cái cách của anh nó rất khác mọi người. Anh không có đi du lịch theo kiểu như là anh đi tầm vài ngày xong rồi anh đi tới những nơi đó rồi tham quan chụp hình, không có. Anh thường chọn những địa điểm đó xong anh ở đó khoảng một thời gian ngắn, ít nhất là một tháng hoặc hai tháng. Anh sinh hoạt kiểu như những người dân bình thường. Sáng sớm anh vẫn đi đi chợ nấu ăn rồi như mọi người bình thường, anh thuê nhà đó luôn để anh sinh hoạt giống như mọi người luôn. Bởi vì cái công việc của đi anh ai, đi mình, anh đi một mình thì có thật. Okay. Anh kể em nghe thực ra là tại sao anh lại quyết định như vậy. Bởi vì cái đó nó rất có lợi cho cái công việc diễn xuất của anh. Bởi vì anh có thể quan sát rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Anh quan sát được bởi vì mỗi nơi, mỗi đất nước có một cái văn hóa, một cái phong thái, những con người khác nhau. Anh nhìn họ, quan sát họ rất là nhiều. Rồi mình sẽ học được rất nhiều thứ từ những thứ ở ngoài thế giới. Tại vì thực ra công việc làm diễn viên của anh nó giống như người nông dân vậy đó. Tức nghĩa là anh làm theo vụ mùa. Có nghĩa là nhiều khi anh quay quần quật khoảng 3 tháng, 4 tháng hoặc là nửa năm hoặc có khi 3 năm cũng có nữa. Nhưng khi mà xong hết việc rồi anh lại rảnh. Mình xả ra. Thì anh xả ra, anh dành khoảng 3 tháng, 6 tháng để anh nghỉ ngơi du lịch. Anh chăm sóc bản thân của mình, anh refresh lại, có nghĩa là khởi động lại cái cảm xúc của mình. Bởi vì sau khi mà quay một dự án, quay một bộ phim xong là anh cảm thấy anh bị hơi bị ức chế, hơi bị vô cảm, hơi bị mệt mỏi. Đâm ra anh cần phải khởi động lại cái tâm hồn của mình. Mà khởi động lại tâm hồn của mình rất tốt cho một cái diễn viên, bởi vì mình sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Và khi mình quay về công việc thì mình lại có nhiều cái xúc cảm hơn để mình thả hồn vào cái nhân vật kịch bản và hứng thú hơn công việc nữa. Hay ha, như là ngày hôm nay thì mình biết thêm được một cái style du lịch kiểu của anh Văn. Thôi anh em mình ăn xong thì tranh thủ đi vòng vòng coi có gì nha. Phòng mình chọn ngày hôm nay là phòng Executive Suite. Và trên cửa phòng của mình thì có một cái tên tiếng này tiếng Pháp, nhưng mà mình đọc theo tiếng Anh là Bombazine, tức là một loại vải. Đối diện phòng mình là vải voan. Mọi người cũng biết vải voan để mày áo đầm rồi đúng không? Thiết kế ở M Gallery Sapa thì giống như là một cái nhà may vậy đó. Cho nên là những cái căn phòng đặc biệt như phòng suite thì sẽ được đặt tên theo một loại vải. Mọi người đang thấy Vinh đang đứng ở phòng khách nhỏ ở trong phòng của Vinh. Đây là phần welcome mọi người dành cho mình nha. Cái này là sô-cô-la hả? Nhưng mà cho được thiết kế có in cái hình của trang Instagram của Vinh ở ngay đây. Rất là ấn tượng nha. Cảm ơn M Gallery rất là nhiều. Ngay phòng khách thì Vinh nhìn ra cũng có view thành phố Sapa. Lúc này trời hơi mây chút xíu. Đây, một cái nhà tắm rất là ấn tượng. Một cái gam màu đỏ và hồng, tường thì màu hồng. Như mọi người thấy cái phong cách thiết kế của Bill Bensley, như mà Vinh đã từng giới thiệu ở Intercon và ở JW Marriott, những cái màu sắc đó rất là ấn tượng và đậm.
và tất cả mọi thứ đều rất là chi tiết. Giống như mình nhìn một hồi là không có khoảng trống nhiều, tất cả không gian đều được sử dụng và được trang trí hết. Mình có nhà tắm và toilet riêng biệt ha, đều có cửa riêng hết. Và đây là căn phòng ngủ của Vinh. Thường thì thiết kế của ông Bill Bensley mình sẽ biết được là cái giường mà nhìn lên một cái gương ở trên đó. Đây là signature của ông. Mọi người thấy nơi này như thế nào? Có đẹp như là các bạn tưởng tượng không? Vinh thì Vinh cảm thấy choáng ngợp luôn, bởi vì Vinh đã yêu thích thiết kế của Bill Bensley và lần này đến với em Gallery Sapa thì Vinh rất là ấn tượng. Đặc biệt là cái không gian đây rất là ấm cúng, căn phòng suite nó không có bị to quá. À, nó vừa đủ cho Vinh và Vinh cảm thấy rất là mê. Và Vinh đã chuẩn bị được những cái bộ đồ mà Vinh hy vọng là mình sẽ chụp được rất là nhiều ảnh đẹp ở đây để khoe với các bạn. Em thích quá à, kiểu như mình đang mùa hè, tháng 7, tháng 8, giữa hè luôn. Mà lên đây có 19, 20 độ, khoảng đó. Thực ra thì anh thích những thành phố nó mát mẻ. Tại vì mặc đồ đẹp, không bị đổ mồ hôi. Từ khách sạn của mình đi ra ngay đây là ga Sapa thì là đi khoảng 1 phút 30 giây à. Đâu có ai nghĩ là sẽ là do Sapa đúng không? Y như là tưởng Paris rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em cảm giác cũng giống như là Đà Lạt mình á. Nó vừa giống Đà Lạt, nó vừa giống Bà Nà. Dạ. Với lại ở đây cái âm hưởng của người dân tộc nó nhiều hơn. Dạ. Ở đây là nhà thờ, đó là nhà thờ đá. Và trong đó thờ mẹ, Đức Mẹ Mâm Côi à. Hồi sáng nay trước khi em chưa tới là anh đã vô, anh đã cầu nguyện à, dạ. Cầu nguyện cho em bình an đến đây. Cảm ơn anh. Thank you so much. Tôi nghe cảm động dễ sợ. Anh có chỗ nào mà anh thích nhất không? Trong nước mình hả? Dạ. Trong nước mình anh nghĩ anh thích nhất đó là Côn Đảo. Tại biển nó sạch à. Lại yên tĩnh, nó hoang sơ à. Anh thích đi những cái nơi nào mà chưa khai thác nhiều. Ok. Mà nếu như mà có khai thác thì ở chỗ đó phải bảo vệ du lịch sạch sẽ rồi quản lý tốt à. Nói với em, trước khi mà tới Sapa em suy nghĩ thì ở đây khá là yên tĩnh, kiểu giống như là nhỏ, nhưng mà không ngờ tới đây là giống như rất là thị tứ. Đúng rồi. Mà rất đông người nè, nhiều hàng quán nè, nhộn nhịp. Dạ. Bây giờ mọi người hãy nhìn đèn quán xá cũng không khác gì ở Sài Gòn ha. Đúng rồi, giống một thành phố lớn luôn anh. Sapa không phải là thành phố nha, thị trấn thôi. Em nghĩ là do cái sức hút của mọi người quá yêu thích cái chỗ này. Nhưng mà thật ra mọi người có biết cái tên Sapa thật ra nó từ cái gốc là tên là Chapa không? Em biết không? Biết, có nghe nói qua. Chapa. À, sau đó thì người Việt Nam mình mới đổi lại cái chữ thành Sapa. Dạ. Nói chung là mọi người tới đây là thấy vui liền luôn á. Thường thì đi miền núi sợ là cảm giác như là lên đó sẽ sợ bị buồn, yên tĩnh quá. Sợ hoang vu. Không thể, ở đây rất là vui. Ở đây rất là nhộn nhịp, gì cũng có hết. Dạ. Thức ăn, thức uống, rồi giờ giải trí, mọi thứ đều có hết. Quá trời đèn, quá trời nhà hàng luôn. Quá trời luôn. Dạ. Này là bánh gì em? Bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ. Nhưng nó là dẻ. Khá ngon. Ngon. Ừ. Có nghĩa là cái nhân nó là bằng hạt dẻ. Đúng không? Không quá ngọt. Mà giống như ăn kiểu như bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Mà ngon. Không có đường luôn không hả? Không có đường à. Bao nhiêu một bánh em bán làm sao? 7.000. Em bên gái nè. 80.000 một hộp là được 10 cái. Nhiều quá. Ngon. Không, cái bánh này ăn vô là chịu liền anh. Quá ngon. Hạt dẻ. Hồi xưa em đi diễn ở đây rồi, cách đây mười mấy năm lận. Thì lúc đó không có gì hết, mà bây giờ quay trở lại là giống như là trời. Thấy là hoàn toàn không có giống gì lúc trước hết. Thật ra lúc mà lên đây đó, anh cứ nghĩ Sapa sẽ rất là hoang sơ, rồi cũng không có được phát triển đó. Dạ. Nhưng mà khi lên đây anh thấy là có taxi nè, có giao thông rất là... mọi thứ đều có hết. Ồ, mấy cái đồ này cũng vui quá anh. Hay là ngày mai anh với em mặc một bộ đồ dân tộc đi... đi bản hả? Đi bản không? Dạ. Hay là mình mua luôn không? Mình tìm thử cái gì hợp hợp mua coi. Anh nghĩ là... Dạ. Em mặc bộ nào? Chắc em mặc màu này. Em mặc màu đó hả? Em mặc xanh. Em mặc xanh. Em là xanh lá, anh là hơi hồng hồng đỏ đỏ hả? Thôi anh mặc đen. Ok. Cái nào được ta? Đang phân vân quá. Ủa? Em ơi, cái nào được em? Vậy hả? Ok. Văn ơi, cái này đẹp nè.
cái vải rất là đặc trưng ở đây á, hổ cẩm. Nguyên một bụp này. Chà, cái đồ này đẹp hơn em ơi, em có cái tay áo nè. Thì bởi vậy. Chết men lỡ mua bộ kia rồi. Biết ngay thế không? Chết men rồi, bộ này nhiêu em? Áo đẹp quá. Áo đẹp hơn áo kia em ơi, hay là mình mua này đi. Còn áo kia thì cho ekip quay, cho tủ quay mặc nha. Ông điệu dễ sợ, ông thấy cái mới, ông nói cái cũ liền luôn. Cái áo quần băng đẹp quá à. Áo này cài chỗ này ạ. Em còn cái nữa không, màu khác? Ở đây đó đi, ở đây cái này rồi. Ủa vậy hả, lại đổi ý nữa? Đúng rồi. Đâu, gương đâu? Bình thường tôi thấy tôi là shop nhiều lắm, hôm nay tôi gặp ông này rồi xong, gọi là tắt điện. Đó, nhưng mà rõ ràng nha, cho nên là Vinh nghĩ là kinh nghiệm của mọi người khi mà mới vào sẽ là bị choáng ngợp liền, nhưng mà mình cứ đi từ từ vậy, trong chợ còn rất là nhiều đồ đẹp. Đó, như cái này nhìn thích quá. Đây đồ đẹp hơn nữa nè. Sao mình càng đi càng thấy đẹp càng vậy? Càng đi càng thấy đẹp, nhưng lấy giờ mua hết. Áo này bao nhiêu em? Trời ơi anh ơi, ở dưới này đẹp luôn anh ơi. 600. Wow, này đẹp quá ta, này nhiêu? Sao càng đi thấy đồ đẹp hơn. 900. Hàng chi nó mắc gấp đôi luôn em ơi. Đồ của em là đồ chuẩn mà, đồ theo tay hết ạ. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Anh ơi, mình chỉ cần một bộ đi bản thôi anh. Một bộ đi bản thôi đúng không? Ừ. Anh tính này về ra mắt phim luôn đúng không? Hả? Ôi, đẹp, đẹp thiệt á. Đẹp thiệt luôn á chứ. Giận sao trời. Xin chào cả nhà, bây giờ Vĩ Văn và Quang Vinh đang đi cáp treo. Mình sẽ lên đỉnh Phan Xi Păng đúng không? Lên đỉnh. Vé mọi người đi, mình sẽ mua 100 ngàn một người. Mình đi cái tàu tàu điện này tầm 4 phút thôi. 4 phút? Dạ, xong qua tới đó mình sẽ mua một cái vé cho một người để lên Phan Xi Păng là 750 ngàn một người nữa. 750 ngàn một người hình như là được miễn phí buffet. Dạ. 200 nghìn. Dạ. Đúng rồi. Wow, anh coi cảnh kìa. Wow, đẹp quá, tuyệt vời luôn, đúng là Sapa đẹp. Anh quá. Anh này giống thụy sĩ không? Anh đi thụy sĩ chưa? Anh chưa đi thụy sĩ. Nhưng mà anh nghĩ chắc là giống mấy cái miền quê của châu Âu đúng không? Đúng rồi. Đẹp quá, mấy cái nét khác biệt ở Sapa đó là cái núi ở đây quá vĩ đại, cái phong cảnh nó bao quát mà nó cao, đúng nghĩa là cái khách sạn của mình ở trên chín tầng mây luôn. Công nhận là thắng cảnh Việt Nam rất là đẹp. Ừ. Nếu mọi người nếu mà không đi Sapa thực sự là một điều rất là uổng phí luôn đó. Bắt buộc trong đời phải đi Sapa một lần. Anh nghĩ là anh đi quay phim đã nhiều nơi rồi nhưng mà anh nghĩ không có chỗ nào đẹp như Sapa. Wow, thiệt luôn. Thiệt mà. Chỗ này là anh thấy đẹp nhất rồi đó hả? Đẹp nhất. Dạ. Yeah. Đẹp luôn. Do cái phương tiện bây giờ mọi người xây mình đi mình cũng ngắm cảnh này rồi được chứ. Đúng rồi. Em nghĩ mà hồi trước á là em nghe nói là đi đây rất là cực. Cực đường xa khó nè, rồi nếu muốn lên Phan Xi Păng là mình cũng phải leo. Bây giờ mọi thứ nó quá thuận tiện đúng không? Dạ. Mình có cáp treo rồi mình đường phố, đường xá đã xây dựng rất kiểu, là tốt. Cái kiểu kia đi mà trekking lên á thì dành cho những cái người đối tượng người ta thích phiêu lưu khám phá thì để chinh phục cái đoạn đường đó. Nhưng mà em nghĩ cái hình thức như thế này sẽ thích hợp cho gia đình hơn. Ví dụ mình có con cái, người cháu già. Người già đó, đi được đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái lợi thế. Tới Paris rồi anh. Quá. Thấy đồng quá đúng không? Đúng rồi. Mà ngày hôm nay thì hai anh em được đặt cách đi riêng để mà có thể quay giới thiệu cho mọi người. Anh không nghĩ là mọi người sẽ đông như vậy luôn đó. Dạ. Wow, mà là ngày thường nha anh. Đúng rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Rủng bậc thang. Đẹp xỉu luôn. Oh my god. Ủa Ngọc ơi, cái này của mình là đi vào hoạt động hồi nào em hả? Đi vào hoạt động cáp treo vận hành từ tháng 6 năm 2016. Anh Vinh biết có một cái cách nữa để mình lên cáp treo và chinh phục Phan Xi Păng là mình đi đường bộ và đi trekking. Thay vì mình đi cáp treo thì cái đó mình đi như thế nào? Mình có thể đi bộ theo đường Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Thì mình có cái post thôi để chỉ đường với cả đi đến độ cao khoảng 2.800 là mình phải đi mất 2 ngày 1 đêm thì mình tới được đỉnh Phan Xi Păng ạ. Dạ. 2 ngày 1 đêm? Dạ. Là mình phải cắm trại hoặc là ở lại rồi? Đúng rồi ạ, mình phải ở lại đêm, một đêm trong rừng đấy. Mà anh Văn biết sao em lại thích cái ý đó? Tại vì theo em nghĩ là mình đi bằng đường bộ mình sẽ có những cái cảnh đẹp trải khác nghiệm. Này thì mình đang nhìn từ cao mình nhìn xuống, còn nếu mà mình đi từ dưới lên á thì là mình nhiều khi mình sẽ bắt gặp được những cái cảnh đẹp tuyệt vời. Mình có thể đi qua và chiêm ngưỡng được những cái cây hoa đỗ quyên cổ thụ có hàng trăm năm tuổi.
100 năm tuổi luôn, wow, đẹp ha. Hôm nay mình ở trong Em Gallery cho nên mình đi cáp treo rất là tiện. Nhưng mà nếu nếu những cái khách rồi ngoài thì họ đi như thế nào ta? Khách ngoài thì thường thì họ sẽ phải đi theo phương tiện như xe máy hoặc là có thể là đi taxi đến đấy xong rồi mua vé tàu xong rồi mình lên đây. Các anh là ở bên Mary thì mình đi tiện hơn. Đúng rồi. Tại vì nếu như ở đây mà thời tiết nó hơi xấu, rồi mưa gió này nọ thì cáp treo mình có hoạt động không? Dạ có. Vẫn hoạt động. Vâng, mưa vẫn đi bình thường. Dạ, an toàn tuyệt đối. An toàn tuyệt đối. Bây giờ là mình chuẩn bị băng xuyên mây nha mọi người. Wow, chỗ đi gần cái cây lắm luôn anh. Có kìa. Quá đẹp. Tuyệt vời. Này đang giống như cưỡi cân đổ vân á. Wow. Ở đây ai hút thuốc kỳ ghê, khói không? Ở đây toàn sương mù không à. Wow. Mình đang chinh phục Phan Xipang nha mọi người. Lên đây đúng nghĩa là bồng lai tiên cảnh luôn anh. Em đúng có rồi, cảm giác là đang ở trên thiên đường. Đang ở trên cung mây đình. Mây gió. Đang trên cung đình. Vâng, giới thiệu mọi người thì đây là bên cạnh em, bên tay phải của chúng ta là chùa Hạ. Chùa Hạ. Vâng, sau khi mình đi qua chùa Hạ thì mình sẽ đến ga của ga tàu ga Đỗ Quyên. Sau ga Đỗ Quyên thì chúng ta sẽ đến với đại tượng Phật. À, đại tượng Phật. Dạ vâng. Xá lợi. Mà hay quá anh ha, mình lên tới đây thì lại có một ngôi chùa rồi một cái tượng Phật ngay trên đỉnh nữa. Dạ, vâng. Nhưng mà đây chưa là cái điểm cao nhất đúng không dạ, em? Dạ vâng, mình còn phải đi theo thêm một ga nữa. À. Bây giờ Vĩ Văn và Quang Vinh đang chuẩn bị đi lên lối lên đỉnh Phan Xipang. Thì theo như những thông tin mà Vĩ Văn và Vinh biết á, thì là Phan Xipang là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Dạ. Là các nước Lào, Campuchia. Và đây có số liệu là 3.143 mét. Đây. Và chúng ta có thể thấy được ở đây quang cảnh là quan khách rất là đông. Đông lắm luôn á. Dạ. Mọi người đều rất là hân hoan khi tới đây và check in cái độ cao như thế này. Đúng rồi ha, là cũng là một cái thành tựu. Đúng rồi. Đây là món ăn yêu thích của anh đây, anh Văn ơi. Chính xác luôn, thực ra thì anh rất là mê lẩu. Chờ đợi. Anh không biết là ở đây cái món cá tầm là đặc sản ở Sapa. Bây giờ có thêm có cá sai minh cũng là cái món anh yêu thích luôn. Dạ. Mà cái món này mình nhìn là thấy mình ăn rau được nhiều á. Đúng rồi. Kéo đó thì ha. Anh thấy có bầu nè, có bắp nè, có nấm nè, rồi đậu hũ, rau muống. Có cái này. Riêng em thì thấy ăn ở đây mình cảm giác nó sạch sẽ, đẹp đẽ. Và cái cách trình bày này như mọi người cũng thấy. Thực ra ở Sapa thì em cứ đi khắp nơi hàng quán thì chỗ nào cũng có bán lẩu cá tầm hết. Dạ. Bởi vì cá tầm là đặc sản ở Sapa. Cá tầm là một loại cá thích ở nhiệt độ giống như Sapa vậy đó. Nghĩa là thích lạnh. Ở những cái nơi lạnh từ 18 đến 25 độ. Là nơi đây là thích hợp nhất để nuôi cá tầm. Đúng rồi. Cho nên là lên đây là nhất định là mọi người phải ăn đặc sản. Tại vì những nơi khác thì cũng phải nhập từ đây về. Anh nghĩ là cái phương thức mà mình du lịch á, dạ, thì bản thân mình cũng là người đang tìm hiểu. Mình tới nơi đó thì thường mình phải search Google, mình sẽ tìm hiểu trên mạng nhiều thông tin về cái nơi mình đến. Dạ. Những cái thức ăn mình muốn ăn ở khu đó thì mình cũng đang tìm hiểu. Thường là như vậy, chứ mình không lẽ mình biết hết tất cả mọi thứ. Đúng, dạ, đúng rồi. Đây là mình đi trải nghiệm xong rồi mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Đúng. Tất nhiên là đôi khi là mình cũng có những cái thông tin đúng, nhưng những cái thông tin là mình được truyền tải nó cũng sai. Đúng rồi. Lại bị sai, đúng không? Cho nên là nếu như khán giả mà xem mà thấy cái nào đúng nào sai thì hãy góp ý cho chương trình nha. Nhưng mà em góp nghĩ ý không cho sao. Quang Vinh. Tại vì mình đi thì mình cứ học hỏi thôi. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Anh cũng vậy. Càng đi nhiều là càng thấy là mình biết ít. Ngay cả thời tiết mình cũng không nói trước được. Nhiều khi người này đến thì thời tiết nóng, người kia đến thì thời tiết lạnh. Nên ra là cũng, đó, cũng khác nhau. Dạ. Người kia đến thì chụp hình được, người này đến thì không chụp hình được. Bởi vì hôm nay khi mà mình, ví dụ như mình tới Phan Xipang đi, thì mây rất là nhiều, khói rất là nhiều, rồi sương rất là nhiều. Nhiều khi mình không chụp thấy gì hết. Anh nghĩ là cái thời tiết lạnh ở Sapa mà ăn lẩu là đã xuất sắc. Đây là cá tầm. Đây. Có độ dai, độ giòn, rất là ngon. Thịt ngọt lắm. Thịt giống salmon nhưng mà ngọt hơn. Anh ăn xong là anh làm được mà đúng không? Anh không biết Sài Gòn có cái lẩu cá tầm không, anh không biết. Em cũng chưa biết luôn. Em lần đầu mới nghe. Anh nghĩ không biết là mấy chỗ quán nhậu rồi mấy cái quán ăn này nọ biết có lẩu cá tầm không. Nhưng mà đây là cái lẩu lần đầu tiên anh ăn. Vĩ Văn đã chờ Quang Vinh 2 ngày chờ mới được ăn cái lẩu cá tầm này. Dễ thương ha, không có ăn mảnh trước mà đợi mình lên mới ăn.
quá dễ thương. Em thì muốn có chút mì. Anh cũng vậy, anh cũng thêm chút mì luôn. Rau luôn nè, rau chín rồi. Bây giờ ở đây á, cá tầm và cá salmon. Thì cái salmon á thì ăn thịt nó ngọt, mềm. Mềm. Còn cá tầm á nó vừa mượt, dai, giòn giòn. Dai. Không anh. Và nó thịt nó mịn hơn. Nó không bị nát. Cá nhân em thì em thấy nếu mà thử cá hồi và cá tầm chung một nồi như vậy thì rõ ràng là cá tầm ngon hơn. Đúng rồi, cá tầm ngon hơn. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà mùi vị anh thấy sao? Mùi vị rất là đặc biệt, không có bị cái... tanh, không có bị gì hết. Nếu mà người ăn cá sợ tanh đó thì không bị. Và nấu rất thì thơm. Cái kiểu nấu cũng chua chua, rất là dễ ăn. Xuất sắc. Cá chín rồi nè em. Dạ. Đây là ngon quá. Thỏa mãn rồi ha. Thỏa mãn. Hút lột lột luôn á. Khó để thể diễn tả được cái món thịt cá tầm này lắm. Ngon quá. Buổi sáng ngày hôm nay thì Vinh và anh Văn sẽ đi khám phá một bản tên là Tả Phìn. Anh ha. Thì hồi nãy đi xe đến đây thì mình thấy nó từ Sapa thì mình đi khoảng 1 tiếng 27 cây số. 27 cây số mới tới nơi. Dạ. Xong rồi đi từ ngoài vào đây cũng khoảng mức tầm 15 phút. Đường đi bộ khá khó đi. Khá khó đi, gặp hơi gồ ghề. Dạ. Bà ơi, bà tên gì bà? Bà là Tần Mỹ Lai. Tần Mỹ Lai. Bây giờ bây giờ chúng ta hãy đi theo bà Tần Mỹ Lai đi vào thăm nhà của bà nhé. Ok. Anh, em vào đây thì em thấy thích hơn bên kia chút xíu. Bên kia thì cảnh ở dưới bản cá cát rất là đẹp. Nhưng mà về bên đây thì em thấy là mình thấy được cái kiểu người ta sinh sống như thế nào. Ở bên nhà của họ như thế nào luôn. Ở bên bản cá cát thì nó nghiêng về du lịch nhiều hơn. Dạ. Và khách cũng rất là đông. Dạ. Còn ở đây thì vắng vẻ. Dạ. Nếu như mọi người muốn đi thưởng ngoạn gọi là mộc mạc nhất thì có thể tới chỗ này. Ở đây khi mà bước vào thì có rất nhiều người dân ở đây, họ sẽ dẫn mình vào, nhưng mà cũng không có vòi tiền mình hay là gì, không đó. Không đòi gì cả, họ chỉ dẫn mình đi. Và nếu mà họ mời mình vào nhà thì họ có những sản phẩm nào đó thì mình mua mình ủng thích hộ. Thì mình mua ủng hộ là không có ép mình mua. Đây hôm nay mình sẽ vào thăm tới nhà bà rồi nè. À, con đen. Làng này là của người Dao Đỏ. Dao Đỏ. Người Dao Đỏ thì mọi người sẽ thấy là đội cái khăn đỏ, khăn đỏ. Và một số người thì là cạo luôn cái chân mày. Đó là cái nét đặc trưng của người da đỏ phụ nữ ha. Rồi, vào nhà nha. Cái không gian nhà hầu như là không có ngăn gì hết. Thấy được phòng tắm ở đây. Rồi bếp ở đây. Chắc ở Sài Gòn mình chắc gọi là barbecue hả? Nó không nướng củi. Ta thấy có nướng bắp nè. Rồi để nấu cơm. Anh mà em thấy giống biệt thự của anh. Rộng dã man. Anh nghĩ chắc nhà này khoảng tầng 500m². Bà, cái này là chỗ mình nướng bắp. Vâng, chỗ này là bếp nấu ăn. Bếp nấu ăn là ở đây. Ôi, ở đây có cái chảo to thế. Bà ơi, cái chảo này nấu gì vậy bà? Chảo này nhưng mà bà nấu rượu, nấu cám lợn, đun thuốc tắm. À, nấu rượu, nấu cám lợn, nấu thuốc tắm. Vâng. Ở bản này cũng nổi tiếng về cái thuốc tắm, đúng không? Là một trong những cái trải nghiệm mà ngày hôm nay em sẽ rủ anh. Mình đi tắm cái đó. Rồi xong mình sẽ ăn ở đây những cái món ăn rất là địa phương luôn. Địa phương. Gà đồi, rồi thịt heo. Anh có nghe nói. Cá hồi. Gà là mình sẽ vào tận đây rồi mình đi ra vườn mình thích con nào là làm con đó. Ở đây nổi tiếng về gà nướng mực ong, heo bản nướng mực ong. Đó là hai món đặc sản ở đây. Đúng vậy, cảm giác đây thích. Yên bình ha. Yên bình mà mộc mạc giản dị. Wow. To quá ha. Nhìn thèm canh bí quá anh. Này đi đâu vậy bà? Đẹp lắm anh ơi.
Đây là một cái hoạt động mà Vinh nghĩ là mọi người nên thử khi đến Sapa, rất là thú vị. Đó là tấm lá thuốc. Tấm lá thuốc của người Dao. Dạ. Bây giờ Văn và Quang Vinh đang ở bản Tả Phìn. Đây thì nổi tiếng về đồ ăn, về gà nướng mật ong, heo mẹt nướng mật ong. Dạ. Bây giờ có thêm một cái hay nữa là tấm lá thuốc của người Dao. Bây giờ Vĩ Văn muốn dành cái món quà này cho Văn Vinh, bởi vì Vĩ Văn đã tấm ngày đầu tiên rồi, đâm ra là không thể nào tấm nhiều lần được. Tấm cái lá thuốc này là có nhiều người sẽ bị say nha, nhưng mà mình tấm lâu rồi say anh, tấm lâu sẽ bị say. Dạ. Nhưng mà tùy người thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào xem cái phòng tắm nha. Đây bây giờ đang chuẩn bị bật nước đây. Rồi một lát nó sẽ bật nước cho Quang Vinh tắm. Tức là tắm cái kiểu này có rất là nhiều, nhưng mà em thì em đặc biệt là recommend mọi người tới đây là tại vì cái view như thế này. Hoạt động này là cuối rồi anh, cảm ơn anh đã đi giùm em hành trình này. Chứ mình mà quay nữa chắc mình thành phim 10 tập quá. Vĩ Văn rất là vui khi mà được tham gia chương trình của Quang Vinh. Vĩ Văn biết là Quang Vinh đã đi khắp Việt Nam hơn 50 ngày rồi. Dạ. Và đã rất mà cái tâm tư Quang Vinh rất là mong muốn sẽ gửi đến cho tất cả khán giả cũng như là mọi người xem biết được nhiều thứ hơn. Dạ. Du lịch trong nước. Rất là cảm ơn Quang Vinh ha. Dạ. Vĩ Văn cũng rất là vui khi được tham gia là một thành viên trong đoàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hy vọng là mình sẽ còn gặp nhau dài dài nha anh. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ chương trình của Quang Vinh để Quang Vinh có thể có động lực tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hơn nữa. Mình hát bài hè về tặng khán giả. Vinh rồi đó là đội sơ ca nhà thiếu nhi quận nhất. Anh Văn là nhà thiếu nhi quận 5. Nhà thiếu nhi quận 5. Dạ. Hè về hả? Thôi tính hát thiệt luôn. Không hát rồi, để dịp khác hát đi. Làm sao cho mọi người. Đây là tập cuối rồi, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Quang Vinh nha, để Quang Vinh tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hay hơn nữa nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Hành trình Quang Vinh đi Việt Nam đã hơn 50 ngày rồi. Giờ thì Vinh thẫn thờ bởi vì đi giờ là lúc đi về nhà. Vinh nhớ cảm giác mỗi ngày mình đi review. Thôi thì bây giờ còn cú chót, thì Vinh sẽ review cái lounge của Bamboo Airways. Xong rồi Vinh bay về nhà. Bây giờ buồn lắm luôn, thấy thẫn thờ. Nhưng mà Bamboo Airways có một cái lounge rất là hay và đặc biệt, cho nên ngày hôm nay mọi người cùng check out với Vinh nha. Vào đây xem. Gửi em. Em muốn ngồi ở vị trí nào ạ? Chắc đây đi. Dạ, rồi, em mời anh. Em mời anh ngồi vào bàn. Cảm ơn em. Sếp giới thiệu, em có quầy buffet tự chọn ở phía bên kia, rất là nhiều món ạ. Rồi. Sếp giới thiệu với anh đầu tiên là ở quầy đây em có quầy salad trước. Và rất là nhiều những món như là nộm sứa này. Rồi. Giống như là mình vào một cái khu buffet của khách sạn lớn. Dạ đúng rồi ạ. Đầy đủ mọi món. Ở bên này thì bọn em có rất là nhiều các món nóng riêng. Ví dụ như là có cơm như là cơm gia đình ấy ạ. Có okay. Cơm này, rau này. Có món thịt kho. Thịt kho đúng rồi, chính xác ạ. Okay. Gà nước theo kiểu Hàn Quốc rất là ngon miệng. Có mì spaghetti theo kiểu của Ý này. Rồi. Có thịt barbecue nướng này. Ok. Thì bên này có món tôm rang hải sản hoặc là nồi chay dành cho những khách mà ăn kiêng, ăn okay, chay. Ok em. Phở ở đây bò. Thì có món rất là đặc biệt đấy nhá, món phở bò chứ danh ở bên em. Thì phở bò chứ danh luôn. Dạ đúng rồi, ở đây khách cho feedback rất là tốt về phở bò. Cho thì anh một tô. Một ăn đây là một tô nhá. Ok. Vâng, em sẽ làm một tô cho anh luôn. Cảm ơn. Bên này có cháo, súp, anh có thể ăn nhẹ hoặc là mình ăn sau bữa cũng được. Đùi gà ha, đậu phụ chiên. Ok. Và đây là mình có quầy bánh tráng miệng, trái cây. Okay. Không nhận là của mình mới, nhìn rất là mới và nhiều đồ ăn thì hả? Thì mới mở cửa được khoảng 4 tháng nay. Thì tất cả mọi thứ nó đang mới. Anh thì anh thích cái phòng VIP được của em. Bởi vì mọi người biết là mình mua vé thương gia thì mình vào được đây. Dạ vâng. Nhưng mà vào đây rồi thì mình lại còn cái khu VIP hơn nữa. Dạ đúng chính xác, mời anh vào tham quan nhé. Em mời anh vào bên trong ạ. Đây là khu vực phòng chờ VIP bên em.
Nơi đây thì bọn em sẽ để dành riêng để phục vụ những buổi tọa đàm, đối tác và những khách hàng mà muốn thấy không gian riêng biệt, muốn ngồi thư giãn riêng lẻ thôi. Thì có thể bọn em xin mời khách vào đây để thư giãn, nghỉ ngơi và ăn uống. Nhưng mà khách nào thì mình sẽ được vào đây ta? Tại là mọi người cũng đã mua vé thương gia rồi. Đúng rồi, tất cả mọi người thức khách. Tất cả mọi người luôn. Thì là bọn em sẽ để dành cho những khách mà để phục vụ đối tác trước. Như là anh có đối tác cần làm thoại riêng này, cần có những buổi nói chuyện đặc biệt ấy. Rồi. Thì em sẽ dành riêng khu vực này cho khách. Ngoài kia thì có rất là nhiều những khu vực khác cũng có thể là ngồi nói chuyện. Tuy nhiên thì ở đây thì sẽ yên tĩnh hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Là một khu này đặc biệt hơn nữa, nếu mà cần bàn bạc công việc gì đó mọi người có thể vào đây ha. Và đồ ăn cũng được phục vụ riêng luôn hả? Dạ, đúng chứ. Không cần phải ra vậy. Có một bạn đứng ở trong này thì phục vụ đồ ăn, mang đồ ăn vào đây cho khách và khách hàng không cần phải ra ngoài chúng tôi buffet. Ok. Đây ạ, trong này là một nhà tắm của em. Tức là ngoài những cái tiện nghi đầy đủ của phòng lao thì mọi người sẽ có thêm cái phòng tắm luôn ở trong cái hạng thương gia, khoang thương gia ở đây. Đây nha. Nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Như là khách sạn 5 sao. Dạ, chào anh Trinh ạ. Anh xin phép đường phở với mình ạ. Cảm ơn em. Dạ. Em xin phép được gửi gia vị kèm chung ạ. Phở bên em là phở bắp bò anh nha. Mùi rất là thơm ạ. Thank you. Đây là tô phở bắp bò nha. Và Vinh ăn qua thì Vinh có thể nói đây là tô phở ngon nhất trong tất cả các sân bay mình đã từng đi qua. Nước rất là trong và thơm. Mọi người phải tới đây thử món phở của Bamboo Airways. Cái mặt mình buồn không? Thẫn thờ luôn. Nhưng mà mình có một cảm xúc dạt dào và có một chút xíu cảm thấy vui mừng bởi vì mình đã hoàn thành mục tiêu mình đặt ra, đó là mình đi được 13 tỉnh thành trong vòng trên 50 ngày và review vlog cho mọi người xem. Wow, là một cái mà trước đây Vinh nghĩ là Vinh không có làm được, nhưng mà bây giờ thì Vinh đã vượt qua rồi và Vinh đã có một cái season dành tặng cho tất cả mọi người, một cái chuyến đi khắp rong ruổi Việt Nam và gửi đến mọi người những cái video. Và đặc biệt nhất là cái hành trình này Vinh nhớ là tình cảm của mọi người dành cho Vinh, tình cảm của mọi người đón xem chương trình và các khách mời đã đi cùng với Vinh chia sẻ với Vinh những cái kinh nghiệm và những cái câu chuyện của họ. Thực sự là Vinh đã có những cái kỷ niệm không thể nào quên được trong đời của mình. Và Vinh hy vọng là sẽ sắp tới nữa thì Vinh sẽ tiếp tục cố gắng để mà làm những cái chương trình khác nữa, và đặc biệt nhất định là sẽ mời mọi người đi lại cùng với Vinh. Còn nữa Vinh cảm ơn mọi người nha. Đã ủng hộ cho Vinh và chắc chắn là Vinh sẽ trở lại với những cái chương trình hay hơn dành tặng cho tất cả mọi người. Bây giờ thì Vinh sẽ trở lại với tô phở của Vinh bởi vì ngon quá, Vinh phải ăn hết chỗ này Vinh mới đi tiếp được. Ngon thiệt sự.